Chào các bác nha, hôm nay em thanh lý mấy cái cuộn dây. Đây là cái cuộn, đây là một cái cuộn dây cấp nước cho máy rửa xe này. Đây thì nó có tích hợp cái đầu cấp lối nhanh này. Đấy, mấy cái này mình cấp vào máy là xong. Cái này thì nó hay dành cho cái máy rửa xe pin 18V, loại máy pin cầm tay dài 18-36. Cái này thì các bác mình có máy rửa xe thì mình chưa có cái này thì mình mua cái dây này cũng được. Bắt đầu cái dây này thì em thành đi cho các bác với giá là 150.000. 150.000 một cuộn, 150.000 một cuộn. Còn bên này thì nó là dây áp. Cái này là dây cấp nước các bác nhá, cấp nước cho máy. Còn cái dây màu vàng bên này thì nó là dây áp. Dây áp thì nó có hai loại. Cái loại này là loại 200 PSI, 2000 PSI. Đây, 2000 PSI. Cái này nó cấp cho máy rửa xe Ryobi. Cái đầu này nếu dụ mà máy rửa xe mình không có thì mình ra bấm ấm cái tiệm cửa hàng bấm ấm thủy lực thì bảo họ bấm lại cái cắt cái đầu đi, mình bấm lại cái đầu khác. Mỗi lần bấm hết 30. Ở đây là một cái của máy rửa xe nha. Cái này là máy rửa xe của Mỹ, Ryobi. Đây là 2000 PSI và có một cái cuộn 3000 PSI nữa, 3003. Đây có một cái cuộn này thì nó là 3300 PSI. Dây này có hai loại, một loại này và loại này, 3003 và 2000. 2000 này thì dùng cho máy rửa xe 8, 2000. Còn cái này thì các bác máy rửa xe 2004 hoặc là máy rửa xe xăng 3003 là thoải mái luôn. Báo giá luôn, cái 3003 này cái giá này là em bán 300.000 bao ship. Còn cái này 200.000 bao ship. Hai cuộn, bác lấy cuộn 200 hoặc cuộn 300. Các bác cứ chuyển khoản hết em bao ship, 200 cũng bao luôn. 300 cũng bao luôn. Đấy, trong ngày hôm nay thì bác nào mình lấy thì em bao luôn. Tại dây cũng nhiều, em đang thanh lý. Đấy, các bác mình quan tâm thì alo cho em nhé.